Hôm nay lên live chia sẻ bí quyết với chị em nhở, lên nói chuyện tí nhở. Lâu lắm không lên live rồi nói chuyện với chị em rồi, tại vì đợt này là cũng mải bận đi chơi quá thế là không lên live. Chào Linh Anh nhá. Chào em. Chào Quỳnh Anh. Trời ơi, đấy. Mấy chị em vào đây nói chuyện đi, mấy hôm nay lâu lắm rồi không lên live để nói chuyện với mấy chị em rồi. Nga Vũ, da chị đẹp thế. Này đẹp không? Da căng bóng luôn nè. Thấy. Chia sẻ bí quyết đi chị. Trời ơi, nói chung là để mà nói chia sẻ bí quyết của chị thì có cả ngày luôn. Vì thật ra ấy, nếu mà để mà nói một vài bước chăm sóc da không đủ đâu. Trước khi đi ngủ 7749 bước, các loại serum tinh chất rồi máy các thứ vào thì nó mới gọi là nó mới đẹp được. Nhìn này, da này căng bóng luôn. Chị mới làm mũi à, xinh thế, đẹp thế. Ừ, rồi chị làm được mấy tháng rồi mà. Không biết à? Nhìn tự nhiên quá đúng không? Nên là không biết đúng không? Nhìn lên này, dáng này. Nói chung là chị làm vừa phải thôi, không làm cao ngểu lên như mấy bà đâu. Này, mũi kiểu như bị lệch ý nhỉ, có bị tụt sụn hay không? Cái gì? Lệch con khỉ, con điên. Bảo lệch. Nhìn thế này mà bảo lệch à? Này, nhìn thế này mà bảo lệch à? Bố con điên. Mẹ, thế này mà bảo tụt sụn à? Này, 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 ngoái thoải mái luôn nhá. Riêng mũi này nha, làm của bác sĩ Đức Trọng nhá, không bao giờ chuyện lệch với cả là tụt sụn này. Này, vặn vẹo thoải mái luôn, tôi đố các bà nha, làm ở chỗ khác nhá, mà mũi mà dám vặn vẹo như này đấy, không bao giờ luôn. Nè, nhìn thấy chưa, nè, thoải mái luôn, con dở hơi lệch. Thôi thôi khỏi like nhá, không nói chuyện nữa nhá, nhìn mũi này bảo lệch, lúc khác nói chuyện, bực mình.